Hoàng Hạnh kính chào quý vị khán giả Ventvin 55.2. Kính thưa quý vị, Hoàng Hạnh rất là hân hạnh chào đón quý vị trở lại với lại show Beauty Show. Và Hoàng Hạnh cũng không quên một người anh mà cũng một người partner của chương trình. Xin mời anh Michael gửi lời chào đến quý vị. Kính chào cô và kính chào quý khán giả kính mến thân thương. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay Hoàng Hạnh cùng anh Michael sẽ gửi đến quý vị một một chương trình da mà chắc chắn tất cả quý vị sẽ cần phải theo dõi, và mong rằng qua chương trình này quý vị sẽ giúp ích được quý vị, không ít thì nhiều. Quý vị sẽ biết da mình là loại nào và quý vị sẽ có cách thức để chăm sóc da để cho quý vị được da đẹp hơn, tốt hơn, có phải không anh? Dân, thì cô thấy đó, mấy tuần trước mình nói về da khô trong mùa nóng này rất nguy hại. Bây giờ chúng ta phải nói qua thế loại da gì thưa cô? Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Hoàng Hạnh và anh Michael sẽ giới thiệu đến quý vị một loại da cũng thuộc loại là khó chịu lắm quý vị. Đó là loại da dầu. Và Hoàng Hạnh cùng anh Michael sẽ trình bày với quý vị lần lượt như thế nào để quý vị có thể nhận biết được da quý vị là loại da dầu. Kính thưa quý vị, khi mà quý vị nghe nói đến dầu thì chắc chắn quý vị biết rằng nếu mà quý vị nhìn gương mặt của chính mình hoặc là nhìn gương mặt của những người thân của mình, bạn mình, thì quý vị thấy sao? Nó có một cái độ rất là bóng, nó bóng lưỡng. Tại vì khi nào nói đến dầu là quý vị nhận thấy là đã bóng, và nhất là nhìn bóng ở trên cái T-zone, có nghĩa là trên cái trán và cái mũi thường thường là bóng nhất, không anh? Dạ. Ngoài ra cô thấy biểu hiện của vấn đề da dầu thì chúng ta thấy rất là rõ là nó ảnh hưởng những cái biểu hiện bên ngoài như lỗ chân lông lớn, và đồng thời cả những trên gò má, nếu như vùng cao trên mặt gồm có trán, gò má thì ảnh hưởng rất nhiều, phải không cô? Kính thưa quý vị, khi mà quý vị bị nhiều dầu quá thì cái tuyến dầu của quý vị đã hoạt động quá nhiều. Vì thế khi mà tiết ra chất dầu làm cho những lỗ chân lông của quý vị mỗi một ngày nó nở to ra. Vì thế những người bị da dầu thì thường xuyên là lỗ chân lông nó to, và khi nó lỗ chân lông lớn thì quý vị thấy da quý vị sẽ bị dày và không có được mỏng, không được mịn giống như những làn da khác. Vì thế là một cái da dầu là một loại da mà rất là khó chịu, mà quý vị cần phải chữa trị, cũng giống như cần phải làm giảm đi những chất dầu để chúng ta có thể được một cái làn da đẹp hơn. Và trong khi đó, nếu quý vị bị da dầu thì kính thưa quý vị, khi mà những chất dầu ở tiết ra nhiều mà quý vị không có thì giờ để quý vị chăm sóc hoặc quý vị lim thật kỹ thì những chất dầu đó ứ đọng ở dưới cái nang lông của lỗ chân lông, và khi đó sẽ tích lũy những cái bacteri, tích lũy những cái vi khuẩn, và những vi khuẩn đó sẽ sinh ra, thành ra quý vị sẽ bị mụn. Mà mụn thì quý vị thấy lúc đó da mặt quý vị sẽ bị sần sùi và còn xấu hơn nhiều nữa. Và anh Michael cô bổ thấy, sung thêm cho. Vâng, cô thưa cô và quý thính giả kính mến, cô thấy rõ ràng là da dầu á, ngoài cái da khô nó đã là ảnh hưởng rất nhiều, đưa đến lão hóa rất nhanh, nhất là trong mùa nắng này. Nhưng đặc biệt da dầu có cái nguy cơ tiềm ẩn như cô đã nói là nó sẽ sinh ra mụn do tiết dầu quá nhiều, và nó bị bít kín lỗ chân lông, và từ đó ảnh hưởng đến nhiều loại mụn. Và cái mụn rất nguy hiểm nhất mà như cô đã nói đó là cái mụn mà mụn trứng cá hoặc mụn bọc, mụn mủ. Cuối cùng là nó để lại cái di chứng đó là sẹo mụn, thì ảnh hưởng rất nhiều đến da của mình. Do đó mà Michael muốn trình bày cho quý vị thêm là những nguyên nhân nào mà đưa đến vấn đề da dầu. Thì chúng ta nên nhớ rằng da không phải tất cả mọi người đều có da dầu hoặc là da khô hoặc da bình thường, nhưng chính là trong cái quá trình cuộc sống của mình nó ảnh hưởng. Đầu tiên là có hai yếu tố mình không thể nói là yếu tố ngoại sinh, là gồm có môi trường, ánh nắng, thời tiết, khí hậu là ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt nhất là mùa nắng này. Rồi bên cạnh đó là yếu tố nội sinh, là đặc biệt là nội tiết tố hoặc là những cái cuộc sống của mình ảnh hưởng đến vấn đề di truyền, nó cũng ảnh hưởng nữa thưa cô và thưa quý vị. Vì vậy mà bên cạnh đó chúng ta sẽ có cơ hội sẽ trình bày tiếp nữa là vấn đề dinh dưỡng, phải không cô? Dinh dưỡng rất ảnh hưởng rất nhiều. Thí dụ như những chúng ta ăn có những loại dầu mỡ nhiều, và đặc biệt những tinh bột nữa, các chất carbohydrate là những cái nguyên nhân phát sinh rất là nhiều năng lượng, và sự phóng sinh năng lượng đưa đến sự tăng sinh mạnh ở các tuyến dầu này ảnh hưởng rất nhiều cho da dầu của chúng ta đó thưa cô. Dạ vâng, kính thưa quý vị, nghe anh Michael trình bày với quý vị là
da dầu có đôi khi chúng ta sinh ra là chúng ta đã có cái mang cái da đó rồi, chứ không phải là do là yếu tố di truyền. Có đôi khi cha mẹ truyền di truyền qua chúng ta, ví dụ cha mẹ da dầu thì con cái nó cũng bị ảnh hưởng. Và khi nếu mà quý vị đã lỡ bị làn da dầu rồi thì quý vị thấy đó là những cái phương pháp để nhận biết. Và sau đây thì Hoàng Hạnh với Michael sẽ hướng dẫn cho quý vị những cách thức để quý vị có thể chăm sóc cái da dầu của mình như thế nào cho nó được tốt hơn. Tại vì anh cũng biết rằng khi mà da dầu thì là cái người mà bị da dầu đó thì cần phải rửa mặt coi như là kỹ hơn. Không có không phải giống như da khô, phải không anh? Và kính thưa quý vị phải thứ nhất là dùng cái loại những cái nước rửa mặt. Mà quý vị phải nhớ với Hoàng Hạnh là quý vị không được dùng sữa rửa mặt. Vâng, thưa cô. Nếu nói tới sữa rửa mặt thì cô thấy cái độ đậm đặc của sữa thì ảnh hưởng rất nhiều. Trong đó cái nồng độ của sữa nó gồm có những cái thành phần không thể thiếu như chất nước, rồi chất có cả chất dầu ở trong sữa nữa. Nên như vậy là vô tình chúng ta đã tăng thêm cái lượng dầu trên da của mình, nên ảnh hưởng rất nhiều, thưa cô. Vì thế là Hoàng Hạnh muốn nhấn mạnh với quý vị là quý vị khi mà quý vị bị da dầu thì quý vị đừng nên chọn một sản phẩm mà về rửa mặt mà nó là sữa. Tại vì sao? Cái chất mà quý vị thấy chữ đề chứ milk cleanser hoặc là milk cleansing thì là quý vị sẽ bị cung cấp thêm dầu cho da mình, như vậy nó không có tốt. Mà quý vị phải xài một cái loại rửa mặt cho dầu, mà cái loại rửa mặt đó thì quý vị sẽ là nó thường thường, em không biết anh Michael nhận thức như thế nào, nhưng Hoàng Hạnh thì thấy những cái sản phẩm mà da dầu thì hình như nó luôn luôn mà good nhất á, là trong cái cleanser đó nó có một cái loại hạt nhỏ nhỏ anh. Nói chung là những loại hạt, những cái sản phẩm mà có đó để mục đích là gì? Là hút đi chất dầu, rút bớt chất dầu đi. Chính vì vậy nên bên cạnh đó chúng ta có những cái loại sản phẩm mà cần thiết cho cái vấn đề da dầu á. Không thể nhìn chung là chúng ta cần có làm sạch. Sạch thì đặc biệt là nó muốn làm sạch được cái lượng dầu đó đi thì chúng ta có những cái thành phần không thể thiếu như trong những cái sinh tố cần thiết như sinh tố C. Cô thấy đó là nó rất ảnh hưởng tốt cho việc là giảm thiểu da dầu. Nhưng bên cạnh đó, Michael cũng xin nhắc nhớ quý vị là ngay cả trong sinh hoạt nữa là nó giảm thiểu, nếu chúng ta trong mùa nắng này chúng ta nên ăn mặc thoáng hơn. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái giảm đi cái lượng dầu, thưa cô. Nếu mà chúng ta cách ăn mặc trong cái mùa hè này đó mà kín đáo quá thì cũng lại tăng sinh rất là nhiều. Tại vì chúng ta nói da dầu không phải chỉ riêng dầu trên khuôn mặt mà trên dầu trên toàn thân luôn. Nên đó là một vấn đề yếu tố về tế nhị mà Michael không thể quên nhắc nhở đến quý vị, thưa cô. Kính thưa quý vị, nếu mà anh Michael đang nói tới mặc quần áo kín đáo thì chắc Hoàng Hạnh nghĩ rằng quý vị nhìn thấy Hoàng Hạnh mặc có vẻ thoáng mát rồi không quý vị, mà còn anh Michael thì hình như hơi kín quá không quý vị. Dạ vâng, thì anh Hoàng Hạnh vậy thì anh vừa mới nói bảo thoáng thì đáng lẽ Hoàng Hạnh nghĩ rằng anh phải mặc thoáng hơn một chút để cho nó phù hợp với trong cái chương trình nói về da dầu, thưa cô. Đó là hai anh em chúng tôi có những cái cuộc trò chuyện vui để hầu quý vị. Và kính thưa quý vị, thì quý vị phải chịu khó rửa mặt sáng và tối. Nếu trong ngày quý vị những ví dụ quý ông không cần make up, không anh? Nếu ông không cần make up thì có thể rửa mặt được thêm một lần nữa. Dạ vâng, nhưng mà thường phụ nữ của tụi em thì sao, thì là phải có make up. Vì thế là thường rửa tối trước khi đi ngủ và sáng trước khi make up thì thì mình nên rửa mặt cho thật là kỹ. Tại vì quý vị biết, quý vị làm sao mà quý vị lấy được tất cả những cái chất bã nhờn do dầu đóng ở trong lỗ chân lông của quý vị. Thì khi quý vị lấy sạch ra được như vậy thì quý vị, da của quý vị nó sẽ không có bị mục và nó lấy được hết chất dầu ra thì rất là tốt, đúng không anh ạ? Dân, thì vấn đề da dầu á, nó cần phải nghiêm túc để trình bày cái việc mà ảnh hưởng rất lớn đến trong cái đời sống sinh hoạt và những cái di chứng mà có thể nguyên nhân sẽ đưa đến mụn nhiều ở đối với trên da của mình. Thì đặc biệt điều này chúng ta cần nhắc nhớ, đặc biệt các em thanh thiếu niên, phải không cô? Thì nhất là sinh hoạt trong cái mùa sắp trở lại trong cái trường học á, thì chúng ta thấy rằng nên có những chương trình đưa các em đến để được bảo dưỡng da, để từ đó các em sẽ có cái cơ hội sẽ điều trị đi những cái trường hợp mà bị dầu nhiều, tăng sinh nhiều và là nguy cơ đã đưa đến mụn
thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị trong việc bảo dưỡng cho các em. Thì điều này đồng thời chúng ta cũng nên giúp cho các em có một cái, như Michael cũng trình bày với quý vị, là yếu tố về ăn uống. Mặc dù cô Hoàng Hạnh rất là mong muốn sẽ có một chương trình đặc biệt nói đến dinh dưỡng cho quý vị, để từ đó quý vị sẽ thấy rằng ăn uống cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến làn da của mình, nhất là đặc biệt thể loại da dầu, thưa cô. Kính thưa quý vị, sau một vài chương trình da thì Hoàng Hạnh và Michael sẽ có một cái chương trình nutrition cho quý vị cũng về làn da. Những chất gì tốt cho da thì hầu cứ mong rằng quý vị sẽ theo dõi chương trình của Hoàng Hạnh thường xuyên, và qua cái chương trình thì chắc chắn quý vị sẽ học được rất nhiều. Và tiếp theo Hoàng Hạnh xin gửi đến quý vị, sau khi quý vị đã lên sạch mặt rồi thì theo Hoàng Hạnh thấy đó anh, thì da dầu theo Hoàng Hạnh đề nghị với tất cả học sinh giống như là tất cả quý vị, thì là Hoàng Hạnh thấy cái scrub anh, cái scrub mà chúng ta đã nói trong cái loại da khô đó, thì có thể là trong da dầu thì theo Hoàng Hạnh nghĩ một tuần á quý vị phải xài đến 2 lần được anh. Phải cô, cái tại vì đặc biệt á là chúng ta trong vấn đề dinh dưỡng và bảo dưỡng da đó thì nó có cái hình thức là chúng ta sẽ tự làm ở nhà. Có một danh từ chuyên môn gọi là home care kit. Chúng ta có một cái đồ dụng cụ ở nhà, trong đó đặc biệt là có cái scrub, là những loại hạt cát mịn. Những hạt đó nó có thể lấy từ trong vỏ của quả mơ chẳng hạn, thì nó có cái độ cứng vừa phải, nhưng mà chính nó sẽ giúp cho chúng ta ngoài việc làm bong tróc da, exfoliate skin, đồng thời nó sẽ giảm thiểu và rút ra. Nhất là sau này việc trình bày kế tiếp của cô Hoàng Hạnh về vấn đề các mặt nạ sắp tới đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là giá trị cái ý nghĩa tác động của những cái mặt nạ để bảo dưỡng da, đặc biệt chống giúp cho da bớt dầu đi, thì nó rất ảnh hưởng rất nhiều. Thì trong đó chúng ta không thể thiếu việc là làm những cái scrub để làm. Thì số lần mà chúng ta tăng như cô nói có thể 2, hoặc nếu trường hợp có nhiều hơn nữa 3 lần. Và đặc biệt một cái tập quán nữa thưa cô, là mình cũng xin nhắc nhớ quý vị là đôi lúc chúng ta có những cái khăn giấy tissue mỏng đó, thì chúng ta có thể thấm cái dầu đi bớt đi đó, nó cũng sẽ làm giảm thiểu rất nhiều trong cái quá trình mà mình sinh hoạt hàng ngày, thưa cô. Đó là một cái thói quen tốt cho những người có da dầu. Thưa quý vị nhớ là quý vị phải xài cái scrub đó, và quý vị luôn luôn đánh nhẹ nhàng sau khi quý vị đã rửa mặt sạch. Thì tới quý vị phải xài scrub trong một tuần, quý vị cố gắng xài 2 lần. Nếu như da mặt ai mà chưa được đẹp lắm thì quý vị phải xài tới đến 3 lần, để quý vị có thể đánh bong tróc đi những cái dead cell nó build lên trên cái da mặt của mình, để cái da mặt mình nó được tốt hơn, good hơn. Và khi sau khi quý vị đã làm cái scrub rồi thì bây giờ Hoàng Hạnh với lại anh Michael sẽ trình bày quý vị đến cái toner rất là quan trọng. Kính thưa anh, kính thưa anh và kính thưa quý vị, thường là toner mà nếu mà quý vị dùng cho da dầu thì cái lượng alcohol trong cái toner nó sẽ tăng cao hơn với lại da khô và da normal. Và chính vì vậy nên cô đã trình bày và nhắc nhở quý vị, chúng ta trong cái gọi là nước để giữ cho mặt mình đó, toner hoặc là nói nước hoa hồng, thì chúng ta 3 cái nồng độ khác nhau, freshener và toner, và mạnh nhất là astringent. Thì đặc biệt có khi chúng ta cũng có thể dùng astringent trong trường hợp bị dầu nhiều đó, thì nó sẽ lấy đi rất là nhiều cái lượng dầu ở trên da của mình. Kính thưa quý vị, khi mà quý vị dùng toner mà dùng cho da dầu thì chắc chắn tất cả các cái nhà hóa học để sản xuất ra product đó đã ép thêm lượng alcohol vô để giúp cho cái lỗ chân lông của quý vị được xe lại và quý vị được cân bằng. Thì khi cái lỗ chân lông của quý vị bị dầu nó chứa nhiều, nó nong ra to lớn, thì toner sẽ giúp quý vị xe lại để cho nó nhỏ lại. Thì khi da mặt của mình cái lỗ chân lông nó xe lại thì nó mới thấy mịn, không anh? Cái thói quen mà làm thường xuyên mỗi ngày đó cô, đó là một cái hiệu quả từ từ. Cái thời gian từng ngày một đó, nó giúp cho cái lỗ chân lông mình sẽ khép lại mịn màng hơn, và cái sự cải thiện của làn da của những người có da dầu sẽ càng ngày càng tốt hơn. Vì thế các quý vị đừng quên là quý vị phải nhớ dùng toner để quý vị có thể giữ cho da của quý vị sẽ mít lại đều trong mỗi ngày. Và quý vị nên tập một thói quen là quý vị phải rửa mặt trước khi đi ngủ, đó là chuyện rất là quan trọng. Và nhớ rửa mặt mỗi buổi sáng thức dậy, đó là rửa mặt mà rửa mặt theo lối facial, theo sự hướng dẫn của Hoàng Hạnh cũng giống như anh Michael. Và bên sau khi quý vị đã dùng toner thì nếu như ban đêm thì quý vị sẽ có những cái
cream treatment, là ví dụ giống như night cream để cho giúp cho da nó cải thiện những cái gì nó không đẹp, nó không mịn màng thì nó sẽ tốt hơn. Như đã từng nói đến thì cái có hai loại kem dưỡng da cho ban ngày và ban đêm. Kem dưỡng da ban đêm thật sự nó đắt tiền hơn kem ban ngày, vì cái thời gian, cái tốc độ thấm thấu từ từ và cái thời gian đủ để cho chúng ta được cải thiện làn da trong đêm á, nó rất quan trọng. Nhưng quý vị sẽ thấy rằng đôi lúc do thói quen chúng ta nằm ngủ, nằm sấp mặt thì nó cũng ảnh hưởng. Do đó chúng ta phải biết cách đánh những loại kem dưỡng da ban đêm này thật ấm lên trên xoa bằng tay mạnh và giúp cho hấp nhiệt, sự khả năng hấp nhiệt đó sẽ giúp thấm thấu vào da nhanh hơn. Từ đó cái sản phẩm của mình sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn cho da, thưa cô. Dạ, thưa quý vị. Dạ vâng, và quý vị nhớ quý vị dùng đó rồi vào Hoàng Hạnh là có thêm những phương pháp để cho quý vị giúp khi ban ngày mà quý vị đã đang làm make up thì những làn da dầu luôn luôn tiết ra chất dầu trong vòng một vài nửa tiếng, một tiếng là quý vị đã thấy cái da mặt mình đã bóng lên và dầu, chất dầu tiết ra. Thì tới Hoàng Hạnh khuyên quý vị nên quý vị có những cái giấy thấm dầu, tại vì khi mà đã make up rồi Phong Anh thì là khó và chùi lắm. Vì thế là khi mà quý vị thấy ướt như vậy, quý vị có thể dùng những cái loại giấy để cho thấm đi, thì quý vị chập lên mặt để cho nó hút cái chất dầu ra cái giấy đó, để cho sao nó giảm bớt cái lượng dầu nó ứ ở trong cái lỗ chân lông của mình. Chính vì vậy nên cô thấy đó là hiện nay đối đến vấn đề những cái sản phẩm cho trang điểm mỹ phẩm cho phụ nữ, đặc biệt những phấn nền thì chúng ta nên dùng những cái thành phần gọi là minerals, vi khoáng chất. Bởi vì cái khả năng kết dính của những vi khoáng chất này nó có sự thông thoáng, giúp cho da nó đỡ bị bít kín nhiều hơn. Bởi vì những cái loại peripheral, những hóa chất hồi xưa đó thì nó ảnh hưởng nhiều. Chính vì vậy nên Michael cũng xin khuyến khích quý vị nên chuyển qua sử dụng những loại sản phẩm có vi khoáng chất, nó sẽ tốt cho mình, đồng thời nó sẽ giảm, hạn chế tối đa việc dầu phát sinh trong quá trình thời tiết, nhiệt lượng. Bởi vì bên cạnh đó nó có thể làm chảy những trôi phấn của mình đi nữa, phải không thưa cô? Nhất là về trang điểm. Dạ vâng, dạ. Đó thì vì thế là quý vị khi mà quý vị mà bị làn da dầu thì quý vị phải dùng những cái giấy tissue để quý vị có giấy tissue. Nếu mà tissue nó không thấm bằng giấy đúng loại sản phẩm là giấy mà thấm dầu đó, sẽ giấy dùng cho make up đó, thì khi quý vị thấm như vậy thì sẽ rút rất là nhiều lượng dầu ra, thì sẽ giúp cho quý vị giảm dầu đi, thì nó sẽ là tốt hơn cho quý vị khi mà quý vị có bị một cái làn da dầu. Và anh còn lời khuyên nào cho quý vị có cái làn da dầu? Dạ, thưa cô Hoàng Hạnh, thưa quý vị, Michael nghĩ rằng cái vấn đề là thói quen, một cái thói quen rất là cần thiết cho những người có da dầu, là chúng ta thứ nhất là cố gắng làm sao tạo một cái cách ăn mặc thoáng mát trong mùa hè. Cái thứ hai là chúng ta nên tăng cái lượng nước uống nhiều hơn, để mà bởi vì chúng ta biết rằng trên da mình nó có lỗ chân lông, nó có lỗ tuyến mồ hôi, thì khi mà sự cân bằng giữa dầu và tuyến mồ hôi đó, nó sẽ được cái lượng nước nhiều nó sẽ giảm thiểu, đồng thời nó giúp cho cái thân nhiệt của mình giảm, cũng là điều tốt. Cho nên cái thói quen tập quán của những người da dầu là trong những mùa này nó cần phải có cách ăn uống cũng cần rất cần thiết, thưa cô. Thì trong vấn đề dinh dưỡng ăn uống thì Michael và cô sẽ mong rằng trình bày quý vị sẽ chi tiết nhiều hơn trong những chương trình sắp tới. Nhưng mà lời khuyên của Michael là quý vị hãy cố gắng làm sao mà thay đổi, và đặc biệt năng tập thể dục cũng là một trong những phương pháp để cho thay đổi rất nhiều đến vấn đề da dầu của mình. Nguyên nhân là khi mà tập thể dục thì sự vận hành, vận động khí huyết lưu thông giúp cho chúng ta các cơ bắp hoạt động mạnh, thì từ đó thì cái lượng dầu nó sẽ tăng sinh mạnh có, nhưng mà sau đó thì nó sẽ giảm thiểu trong cả một ngày hoạt động của mình, thưa cô và thưa quý vị, qua chương trình hôm nay, Hoàng Hạnh mong rằng quý vị sẽ học biết được da dầu, và quý vị có những làn da dầu, quý vị sẽ biết cách để coi như là treatment, là cách xử lý về ở nhà giống như là mọi nơi, để cho quý vị có thể là có làn da tốt hơn. Và Hoàng Hạnh cũng một lần nữa, Hoàng Hạnh xin chia tay với quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình lần tới. Chúc quý vị một ngày thật vui, thật bình an và hạnh phúc. Michael kính chúc quý vị vui hưởng một ngày hạnh phúc bên gia đình. Xin thành thật cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị.